Toy Trip Jedi High-End Equipment Instruction. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Sau lưng tôi là PA Series. Yo. Hạ tạ đỉnh Giang Sơn. Các bạn hãy comment thật lòng, chất chơi của Diêm Chúa mấy điểm? Chào mừng tất cả những khách hàng đẳng cấp đến với Thor Gym. Đây là chương trình hướng dẫn sử dụng dòng PA Firewall. Đây là dòng Firewall độc quyền của BBT tại thị trường Việt Nam và hiếm hoi một số quốc gia trên thế giới có được. Sản phẩm của Stop. Tên máy là Last Cool Down. Và đây là dòng PA Firewall. Đây bạn nhìn qua những cái hình, tôi sẽ phân tích trước. Hình đầu tiên là cô gái này, nữ model kéo xô rất bình thường, nhưng ngoài số 1, số 2, số 3 là cái gì đấy? Tức là những cái vị trí chuyển động của ghế nó tạo ra quỹ đạo đường cong. Rồi ở đây các bạn nhìn thấy nè, khối lượng tạ mà gợi ý. Nè, nó ghi rõ ràng nè, khối lượng tạ kết hợp với body weight. Body weight là khối lượng cơ thể á. Nên là khối lượng tạ bạn chọn đây, bạn cộng với cái body weight của bạn nữa, nó ra khối lượng tương ứng để cho bạn tham khảo thôi. Ở bên cái tạ đó thì nó không có cái vụ mà thêm 13 bonus. Thêm 13 bonus đó thì nó bên dòng Pro Performance mới có. Dòng này nó không có 13 bonus nha các bạn. Rồi chỉnh tạ, nó cũng giống như những cái căn bản thôi. Chốt phải sát tạ. Đầu tiên cái vị trí này đó, để dành cho các bạn kẹp cái chân lại, khóa cái chân lại cho nó chắc để mình tập vậy thôi. Nó gái á, chân nhỏ thì chọn mức dưới đây để đánh dấu là 1 2 3 4 5 6 7 8, tám móc thì các bạn cứ chọn đi, ví dụ chọn sao thoải mái nhất đó, ví dụ như Di chọn để kẹp cái đùi mình nè, chưa được, ok được. Vị trí để chân, để chân sao thoải mái, ok. Rồi vị trí cầm tay, bạn nào thấp á thì cầm cái này, bạn nào cao thì cầm cái này. Duy thích cầm cái này. Và Duy vô ngồi vô đây tập. Cái tay muốn free quay thoải mái, thấy không? Ok. Đó là lat pull down, máy kéo xô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đến với Thor Gym, các chi nhánh để trải nghiệm những máy tập đẳng cấp nhất hành tinh. Tôi làm được, các bạn cũng sẽ làm được. Cố gắng lên. Cảm ơn. Độc quyền tại Việt Nam, công nghệ đường cong sinh học. Firewall. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym.
để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.